Cô xin chào các con. Tuần này cô sẽ đồng hành với các con trong hoạt động làm quen với toán, đề tài ghép cặp đối tượng có liên quan. Cô trò mình cùng bắt đầu vào giờ học nhé. Mở đầu bài học, các con cùng hát với cô bài hát Đôi và Một nào. Chiếc mũi xinh hồng hào, đôi má chính giữa chiếc cằm xinh, một hàm răng trắng hé giữa đôi môi hồng hào. Một mờ một nhắm, đôi làn mắt đưa nhanh, đôi tai lắng nghe và đây một chiếc mũi xinh hồng hào, đôi má chính giữa chiếc cằm xinh, một hàm răng trắng hé giữa đôi môi hồng hào. Các bạn ơi, tớ tên là Bi. Bài hát các bạn vừa hát nói về một số bộ phận trên khuôn mặt của chúng mình đấy. Bây giờ tớ đố các bạn gọi tên được những bộ phận có đôi trên cơ thể mình nào. À, đó là đôi mắt này, đôi tai này, còn có đôi tay xinh xắn nữa này. Và cả đôi chân đáng yêu nữa đấy. Ôi các bạn ơi, tớ bị mất một chiếc giày rồi. Chúng mình hãy tìm chiếc giày bị mất cho bạn Bi nào. Chiếc giày bị mất của bạn Bi sẽ là chiếc giày số 1, số 2, số 3 hay số 4? À, đó chính là chiếc giày số 3 đấy. Vì sao lại là chiếc giày số 3 mà không phải là chiếc giày số 1, 2, 4? À, bởi vì hai chiếc giày này ghép lại với nhau thành một đôi đấy. Hai chiếc giày có đặc điểm giống nhau. Người ta không thể đi một chiếc giày ra ngoài đường, nên hai chiếc giày luôn đi cùng nhau thành một đôi đấy. Các bạn ơi, nhà bạn Bi có rất nhiều những con vật, đồ vật, cây cối đấy. Chúng mình hãy cùng đến tham quan nhà bạn Bi nhé. Nhà bạn Bi có cô gà mái này, ổ khóa này, quả táo này, chìa khóa, còn có quả trứng nữa đấy. Và cả một cái cây rất to nữa. Bây giờ chúng mình cùng chơi một trò chơi với bạn Bi nhé. Các con hãy xếp lần lượt từng con vật, đồ vật hoặc cây cối thuộc nhóm số 1 lên thành một hàng ngang từ trái sang phải. Bây giờ các con sẽ tìm các sự vật còn lại có liên quan đến các sự vật đã xếp ra ở phía trên nhé. Các con đã nghĩ ra chưa? Nào, chúng mình cùng kiểm tra nhé. Sự vật nào liên quan đến con gà? À, đó chính là quả trứng đấy. Vì sao quả trứng lại liên quan đến con gà? Bởi vì con gà đẻ ra quả trứng, phải không nào? Sự vật nào liên quan đến cái cây? À, đó chính là quả táo đấy. Bởi vì cây thì sẽ ra hoa và cho quả, phải không nào? Vậy còn sự vật nào sẽ liên quan đến ổ khóa nhỉ? À, đó chính là chìa khóa đấy. Vì sao ổ khóa và chìa khóa lại liên quan đến nhau? Ổ khóa và chìa khóa liên quan đến nhau bởi vì chỉ có chìa khóa mới mở được ổ khóa thôi, phải không nào?
Vì vậy, các con phải cất giữ chìa khóa thật cẩn thận và đừng để làm mất nhé. Các con ơi, ở nhà bạn Vi còn có rất nhiều những đồ dùng trong gia đình nữa đấy. Chúng mình cùng khám phá những đồ dùng trong gia đình bằng một trò chơi mang tên Bạn Nào Giỏi. Cách chơi như sau. Trên màn hình xuất hiện rất nhiều những đồ dùng. Nhiệm vụ của các con là hãy nói to những đồ dùng nào có mối liên quan với nhau. Và chúng mình cùng chờ để kiểm tra xem kết quả có đúng không nhé. 5 giây suy nghĩ bắt đầu. Nào, chúng mình cùng kiểm tra kết quả nhé. Đầu tiên là cái chén và cái ấm. Các con có trả lời đúng không? Đáp án tiếp theo đó là tivi và điều khiển. Đáp án thứ ba đó là cái đệm và cái giường. Xin chúc mừng các con đã trả lời đúng. Mời các con đến với trò chơi số 2 mang tên nối nhanh nối đúng. Cách chơi như sau. Trên màn hình xuất hiện rất nhiều những đồ dùng trong gia đình. Các con hãy nối những đồ dùng có mối liên quan với nhau để tạo thành một cặp nhé. Các con đã có kết quả chưa? Chúng mình cùng nhìn lên màn hình để kiểm tra nhé. Đầu tiên đó là cây bút sẽ nối với hộp bút. Cái ghế sẽ nối với cái bàn. Và quần áo sẽ nối với tủ quần áo. Xin chúc mừng các con. Các con là những người chiến thắng trong cuộc chơi ngày hôm nay. Giờ học của cô trò mình đến đây là kết thúc rồi. Sau giờ học, các con hãy tìm thêm thật nhiều các đối tượng khác nhau có mối liên quan và kể cho những người thân trong gia đình mình nghe. Sau đó các con sẽ vẽ ra giấy, tô màu thật đẹp và nhờ bố mẹ gửi lên Zalo khoe với cô và các bạn nhé. Cô chúc các con học thật giỏi. Hẹn gặp các con vào giờ học sau.